Anh chị và các bạn, hôm nay Shop Việt FPT xin hướng dẫn anh chị và các bạn cài đổi cái ngôn ngữ trên cái thiết bị Xiaomi. Wi-Fi Xiaomi thì thường thì nó đều nguyên tắc chung, nếu mà giao diện có khác thì chỉ khác một tí thôi. Đây, đầu tiên chúng ta vào danh sách Wi-Fi và chọn Wi-Fi Xiaomi này để kết nối. Cái dòng Xiaomi thì cái đoạn kết nối nó có vẻ chậm hơn những cái loại khác. Đây, sau đó ta đăng nhập vào mạng. Vào đây thì do là nó đang không có internet nên là nó đang vào cái trang chủ đây. À đó, đây nó vẫn đang vào trang này rồi. Rồi ta ấn vào cái nút này, đây. Ấn vào nút này để vào trong. Load vào trong đây. Chọn chế độ. Đây là chế độ cắm dây là trên cùng này. Đấy, còn chế độ dưới là thu sóng không dây này. Cái này nếu mà cài thu sóng phát lại nó ngay ngoài rất dễ. Chúng ta chọn mục này để vào trong, đổi tên pass wifi. Mặc định thì mình cứ điền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi. Còn anh chị đổi như nào cũng được. Đấy, mật khẩu từ 1 đến 8 này. Xong ấn vào cái nút này. Ấn vào nút này thì nó sang bước này, nó hỏi đây là mật khẩu để vào trong wifi. Thì mình tích vào đây để mình đặt là giống như cái trước. Hoặc là nếu không tích vào đây thì điền mật khẩu là gì cũng được. Đấy, tích vào đây coi như 1 đến 8 luôn này. Đây này, đấy, còn không tích vào thì anh chị điền là gì cũng được. Em ấn lưu. Ấn tiếp. Ấn tiếp đây, nó đang chạy. Vào trong đây thì nó đang chạy cái cài đặt. Nó sẽ, con này là 2 băng tần nhé. Còn nếu mà bộ 1 băng tần thì nó chỉ hiện cái 2.4 thôi. Đây là bộ 2 băng tần. Thì mình cũng có thể gộp cái băng tần. Đấy, sau khi chạy xong nó khởi động lại, nó bị mất. Nó bị thay đổi thông số, nó out ra này. Chờ một tí để nó hiện lại. Đây, vào lại cái Xiaomi này. Bây giờ có mật khẩu rồi, lúc trước nó không có mật khẩu. Kết nối, đang kết nối lại cái Xiaomi này. Rồi, đăng nhập vào mạng. Lần này nó ra đây, nó đang cảnh báo là không có internet. Thì mình không ấn vào đâu cả. Mình cứ ấn vào cái mũi tên trên này này, đây này, đấy, báo là sử dụng mạng này, thì nó kết nối, trước nó không kết nối vì nó không thấy nữa, đấy, sử dụng nó báo đã kết nối đây, xong ấn vào, xong vào địa chỉ IP của nó, đây, ấn vào đây, ấn vào đây, cái này cái lần đầu sau khi reset cứng thì nó hơi phiền một tí, nhưng mà nếu mà đã từng cài rồi thì sau đấy các cái bước này sẽ rút gọn đi, chỉ cần vào IP này là được thôi. Đây, mật khẩu đấy mình tạo là 1 đến 8 đấy, mật khẩu để vào trong đấy. Ấn vào mũi tên. Ấn vào mũi tên để vào trong. Rồi đấy, vào trong này nó đang là giao diện tiếng Trung này. Bây giờ mình đổi sang tiếng Anh nhé. Tắt cái này đi. Rồi đây, ấn vào cái dòng thứ ba này. Đây nghĩa là cài đặt này. Cài đặt nâng cao này. Đấy, ấn vào cái dòng và cái ô thứ ba màu trắng này, nó đang load. Đấy, sau khi sang ô màu trắng thì nó ra chữ Y này này. Ấn vào chữ Y ở cuối cùng đây này. Đấy. Ấn vào chữ Y cuối cùng, nó kéo xuống dưới, nó có cái phần ngôn ngữ đây. Đây, ấn vào đây. Ấn vào mũi tên để ra ngôn ngữ, chọn tiếng Anh. Đấy, thì giao diện nó sẽ đổi sang tiếng Anh thôi. Thực ra là cái bản này nếu mà mình thích thì mình nhấn vào phần dịch sang tiếng Việt cũng được. Dịch trên Google Chrome nó cũng có hết rồi. Đấy, như vậy mình đã hướng dẫn xong cái thao tác đổi sang giao diện tiếng Anh nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video.